Quốc vụ khanh Bộ Thông tin Campuchia Chung Ko San không hài lòng với cầu thủ Jonathan Khemi của U22 Thái Lan vì ném huy chương bạc SEA Games 32. Ông cho rằng cần giáo dục lại cầu thủ này. Sau buổi lễ trao giải môn bóng đá nam SEA Games 32, trung vệ Jonathan Khemi đã tiến sát lại khu vực khán đài và ném huy chương bạc về phía cổ động viên. Hành động của cầu thủ gốc Đan Mạch đã hứng chịu sự phản đối gay gắt từ những người hâm mộ Thái Lan. Họ cho rằng anh không tôn trọng công sức đóng góp của toàn đội. Không chỉ có vậy, Jonathan Khemi còn hứng chịu sự phẫn nộ của chủ nhà Campuchia. Quốc vụ khanh Bộ Thông tin Campuchia Chum Ko San đã yêu cầu giáo dục lại cầu thủ này. Trên trang cá nhân, ông Chum Ko San lên tiếng người thực hiện hành động này đã đánh mất hình ảnh của một cầu thủ và thiếu tôn trọng với nước chủ nhà. Huy chương và linh vật SEA Games được trao cho các vận động viên là vinh dự lớn. Không phải ai cũng nhận được, nó chỉ được trao cho những người có thành tích ở kỳ đại hội. Liên đoàn bóng đá Thái Lan nên giáo dục lại cầu thủ này. Trước trận đấu với U22 Indonesia, Jonathan Khemi tuyên bố sẽ không khoác áo các đội tuyển Thái Lan thêm một lần nào nữa. Ở trận cuối cùng trong màu áo U22 Thái Lan, trung vệ sinh năm 2002 đã thi đấu đáng quên khi mắc lỗi trong hai bàn thua của đội nhà và phải nhận thẻ đỏ ở hiệp phụ. Trong khi đó, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, Erick Thohir cũng cho rằng đó là hành vi ứng xử không thể chấp nhận. Ông nhấn mạnh, nếu Jonathan Khemi ở Indonesia, tôi đảm bảo rằng sẽ không bao giờ cậu ta có cơ hội lên đội tuyển quốc gia nữa. Ngay cả khi cậu ta giỏi nhưng có thái độ không tốt thì đội tuyển cũng không cần kiểu người như vậy. Bóng đá là trò chơi của tập thể. Trong thế giới thể thao, chúng ta hình thành nhân cách. Thông qua môn thể thao này, chúng ta đại diện cho bộ mặt của quốc gia. Đặc biệt Indonesia có tới 50% số người là thanh niên. Vì vậy, các cầu thủ phải có hành động đúng đắn vì là tấm gương cho thế hệ này.